Tâm Hoàng Nhiệt Độ Địa chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 2020. Em lên sóng test cái cây nước nóng lạnh Aliven trước khi bàn giao cho bác khách hàng ở Yên Bái. Đây là một cái cây hàng mới và công ty bên Nhật họ thanh lý lại. Tình trạng thì là chưa có người sử dụng ở Việt Nam các bác nhé. Tình trạng còn mới nguyên này, không có móc méo gì. Đấy. Chúng là rất đẹp. Hàng này là điện 100V. Các bác lưu ý đấy, nó cao 1m và đường kính là 30 phân. Cây thì rất là hay, có đèn lấy nước và đây chính là cái đèn khử khuẩn luôn, hoặc là đèn tia cực tím các bác nhé. Đấy, buổi tối có tác dụng lấy nước và có tác dụng khử khuẩn. Bên này có khóa trẻ em này, khóa trẻ em nhé. Đấy. Đấy. Yeah. Đây nhiệt độ em đang test là nóng có thể lên đến 87-90 độ. Độ lạnh thì đang xuống, có thể tắt nóng tắt lạnh được hết. Đấy các bác có thể tắt nóng này, tắt lạnh này, bật được. Có thể tắt nguồn luôn trên lạnh được. Đấy. Cài đặt nhiệt độ nóng lạnh theo ý được. Ở hiện tại còn khoảng 4 cây nữa thôi. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác alo sớm nhé. Sắp hết rồi, không còn nhiều cửa hàng đâu ạ. Cây này em bán là 3,6 triệu và bao ship cho các bác đi toàn quốc. Cảm ơn các bác nhé.